Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con cưa xích của Makita ha. Cả nhà xem nhé. Một con cưa xích mà còn rất là mới nha. Đó, con này mới phải 95% đó cả nhà. Đó. Đây. Rất mới ha. Con này là hàng của nội địa Nhật nhé. Rồi sau đây em xin đọc thông số của con máy cưa Makita, cưa xích Makita. Con này có model là MUC350, điện 100V 15A 50/60 Hz. Có công suất của nó là 1430W. Có vòng tua là 13.3 m trên S. Mở ngoặt là 800 m trên min. Rồi cả nhà con làm xích của nó nhé. Con này á về là có cái ốp bảo vệ lam xích. Thì cả nhà sử dụng con lam xích này á, nó có sử dụng nhiều hay ít là cả nhà nhìn cái này là biết liền. Sử dụng nhiều là nó mòn hết. Đó, con này dạng như là xài lướt rồi cất đi đây nè. Còn rất là mới nha. Rồi em mở điện lên cho cả nhà xem. Dây điện nó dài cũng 5 m á. Còn rất là trắng sáng nha. Đó. Rồi đây là bóp an toàn. Chạy rất là êm ha. Ở đây có hắn ha. Đó. Là khóa an toàn. Bóp được ha. Ai có sử dụng con cưa xích Makita có model là MUC350, sử dụng lam xích là 350mm, điện 100V 15A, có công suất là 1430W thì liên hệ em nhé. Em cảm ơn cả nhà.